Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông điệp 5K cộng tiêm vaccine được xác định là chiến lược lâu dài trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tuy nhiên, giống như các loại vaccine khác, vaccine phòng COVID-19 cũng có những phản ứng sau tiêm từ nhẹ đến nặng, tùy cơ địa của mỗi người. Để tìm hiểu rõ hơn về các phản ứng sau tiêm và cách xử lý, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Tổng Thư ký Hội Hồi sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam. Xin chào bác sĩ ạ. Xin bác sĩ cho biết là hiện tại tại Việt Nam thì đã có những loại vaccine ngừa COVID-19 nào đã được cấp phép sử dụng? Hiện tại Việt Nam đã cấp phép cho lưu hành 6 loại vaccine phòng COVID-19. Thứ nhất là vaccine AstraZeneca, thứ hai là Sputnik của Nga, thứ ba là vaccine Verocell của hãng Sinopharm của Trung Quốc, thứ tư là vaccine Pfizer Biotech của Mỹ, thứ năm là vaccine Moderna cũng của Mỹ, thứ sáu vaccine Janssen. Thì loại vaccine thứ sáu này hiện tại thì chưa có tại Việt Nam. Sau khi tiêm ngừa vaccine COVID-19 thì có thể xảy ra những phản ứng sau tiêm như thế nào? Có thể có những cái mà phản ứng phụ tại chỗ, ví dụ như là đau, sưng, ngứa, đỏ tại cái chỗ tiêm. Các cái tác dụng phụ toàn thân như là thấy mệt mỏi, đau cơ, xương, khớp, đau đầu, buồn nôn. Có những bệnh nhân thì có biểu hiện sốt nhẹ nhẹ, 37 độ 5, 38 độ. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp sốt 38 độ 5, 39 độ. Thì những cái triệu chứng này cũng mất đi rất là nhanh, sau vòng một vài ngày. Còn những cái triệu chứng đó là cái phản ứng phản vệ rất hiếm gặp. Nó chỉ gặp vài phần triệu. Biểu hiện là da thì có thể thấy mề đay, ngứa, phù mạch. Tiêu hóa thì có thể đau bụng, nôn, buồn nôn, thậm chí là đi ngoài phân lỏng. Cái biểu hiện ở hệ thống tim mạch thì có thể là mạch nhanh, tụt huyết áp. Đấy, thậm chí là có những bệnh nhân thì ở giai đoạn đầu không tụt huyết áp mà lại có biểu hiện tăng huyết áp. Có những cái biểu hiện thì có thể ở cơ quan hô hấp như là khó thở, thở rít, tức ngực. Đấy, thì cũng có thể có những cái biểu hiện ở cơ quan thần kinh, ví dụ như là bệnh nhân rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng thì người tiêm vaccine COVID-19 cần có những lưu ý gì trước và sau tiêm ạ? Người dân phải hết sức tuân thủ cái quy trình khi mà đi tiêm. Sau khi tiêm, hạn chế những cái hoạt động nặng đến 3 ngày. Và đặc biệt là chúng ta không uống rượu bia trong cái sau khi tiêm phòng vaccine. Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn quy định, quy trình khám sàng lọc trước và sau khi tiêm, theo dõi sau khi tiêm như thế nào, đảm bảo là tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Do vậy thì người dân hoàn toàn là an tâm tiêm chủng phòng bệnh cho mình và cũng đồng thời là cái việc phòng bệnh cho cả cộng đồng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.